cho buổi sáng tất cả mọi người, các quý vị khán giả của Rubathan nhá. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nha, mình sẽ đi đâu Tâm nhỉ? Hôm nay anh em mình sẽ đi tham gia lễ ăn hỏi của người Thái ạ. À, ở cánh đồng Mường Lò luôn đúng không? Vâng ạ. Anh em mình thì vẫn chưa ra được khỏi cánh đồng Mường Lò ở dịp Tết này các bạn ạ. Và Tết đến xuân về cũng là dịp các đôi trai gái sẽ tiến hành những cái công việc đại sự của mình như là lễ hỏi, lễ cưới các bạn ạ. Và đây thì sáng nay thì anh em mình đã có mặt ở nhà chú rể rồi. Anh em đi vào trong đi Tâm ơi. À, hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ là chở đồ lễ cho chú rể nữa. Thì chú rể là cũng hỗ trợ cho công việc của nhà mình hôm nọ xong. Nên là hôm nay thì đi trả lễ luôn các bạn ạ. Đấy, chứ không được đi lá nhèm hay cái gì Lạng Sơn gì. Đây nhà chú rể đây. Hôm Tết mình với cả Tâm cũng có lên trên gia đình ăn Tết. Hôm nay thì nhà có việc đại sự cho con trai luôn. Trên nhà chắc là các ông bà đang ăn sáng trước khi mà lên đường sang nhà gái các bạn ạ. Dạ. Vâng, cháu ăn sáng rồi. Ăn sáng đây, con ơi. Không tính nhá. Phải ăn trên nhà mới được tính nhá. À chú rể đây nha các bạn nhé, quên mất. Tâm lên nhà đi Tâm. Tâm lên nhà đi. Cháu sáng nay sốt ruột hơn cả chú rể, dậy sớm ăn sớm. Các cái đồ lễ các ông bà đã chuẩn bị đây rồi. Chào các bà nhá. Đây là phái đoàn sẽ đi sang nhà gái đây ạ. Tất cả là mình có bao nhiêu người đúng không ạ? Ít lá, lúc nào đồ ăn mới đi nhiều. À vâng. Chưa báo tin cho anh em. 7-8 người đúng không? Vâng. Thanh niên nữa, bác uống cơm đi. Đây Tâm cầm máy anh đại diện vào uống một chén thôi. Thế còn chở đồ lễ cho em nó. Chuyển để chuyển á? Đi đấy. Chưa có anh dám cái gì mà đi nào. Mừng mừng hôm qua rồi chứ. Hôm nay đó. Đây đi á. Sao cháu thấy bảo là chuyển nhà gái sang là ngày 18 cơ mà. Hôm nay. À thế đổi lên một ngày rồi. Tức là hôm qua sang nhà gái thì hôm nay về nhà trai luôn à? Thế á? À. Nhưng hôm nọ tới đây bảo là 18 thì mới nhà gái mới về chơi. Còn 16 thì nhà trai sang chắc là nghỉ một ngày cho đỡ say rượu rồi mới đón. Nhưng mà hôm nay đã phết luôn rồi. Không phải kêu em mày mới tự ăn sáng rồi đấy. À, phải đủ đội hình đi đúng không ạ? Bây giờ đi ăn sáng ở đâu không biết, cũng phải đến nhà. Hàn với đó, Hàn á. Chắc là chú cháu mình uống là lý thôi. Còn để sức sang bên kia mà chiến đấu ấy. Canh gừng đấy. Qua cầu treo là hết rồi. Con mới ăn cơm, con ngán lên một tí con anh. Đeo dài quá. Giờ các cô sẽ chuẩn bị cái đồ lễ. Vâng, sinh lễ mang sang kia. Có 4 con gà hả cô? 4 con gà. Bên trong mình cho cái gì vào cô? Cho cái này vào cho đi. Gia vị luôn à đúng không? Dạng như kiểu là gừng, mấy hành, hạt tiêu, hạt xẻn đúng không? Cho gia vị vào để người ta có thể ăn được luôn đúng không ạ? Ăn được luôn. Không cần phải thêm chẩm chéo nữa. Bên này là cá ba bình tộp. Ba bình tộp. Vâng, và thịt lợn. Thịt lợn. Mình gói cùng với cả xôi luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Gói xôi nữa. Còn vào nhà thì mình mới đính chính lại là đây là gia đình người Mường nhé các bạn nhé. Lúc đầu thì anh em mình cứ tưởng là cô chú người Thái nhưng mà thi thoảng nó có một nhà người Mường nên là anh em cũng vâng chưa biết hết được. Mường này nói có nghe lắm. Bảo người Mường cô còn chưa biết câu Mường là như nào đâu. Ở với người Thái lâu quá là cứ theo người Thái thôi đúng không ạ? Bố mẹ có ai nói theo đâu mà biết. Chấm to này nó rồi. Tất cả là đều gói bằng lá dong hết. Sò bà ta. Sò cái này nó. Sò phần nó chạm. Tâm học gói cá gói xôi dần nên gì nữa. Em
mà. Em đi làm chính đế là anh tuệ mà. Đấy. Đấy. Ngày yêu anh tuệ mà biết nói thì em như thế mà. Em nói xôi. Rồi em lấy em một tí thuốc nè. Không nọ chú thấy tới cọng ở lâu rồi. Nói mệt quá không nổi. Không nổi. Các bác làm cho cái bát xôi nó phải cỡ độ tầm khoảng 1.5 cân cơ mà. Mà gói vào cái lá thì lá ngắn không gói nổi. Nhưng mà hôm tới cọng đây là tới ở đâu vậy? Gà với cá thì mình lại gói để hở một một đầu ra không ạ? Vâng. Nó đầu nó thò ra. À, chứ mình không gói kín. Không gói kín. Vâng. Nếu mà cái lạt này gấp vào họ còn phạt cho nữa. À đấy ạ. Cứ để thả nó ra như vậy thôi ạ. Cứ thả nó ra đi. Đi học kiểm tra hết nè. À vâng. Phải kiểm tra nữa. Bà bảo là ôi giời mệt chịu này. Hỏi vâng, không phải đi chơi không ơi, phải buộc ra phải đỏ lên. Mỗi một gói là 2 con cá. Cá chép chuẩn đàng hoàng đúng không ạ? Ừ. Có để hở thế cho cá nó thở. Nó đây các cái sinh lễ khác đó các bạn này. Đây là bánh chưng à cô? Bánh chưng mình có phải làm với thịt chua không? À vâng. Trầu cau rượu ạ cơ. À rượu. Rượu buộc vào những cái chai xinh xinh như này các bạn ạ. Đây cho thấy có một cái ống tre đây đây. À có. Vẫn có thịt chua đây còn gì ạ? Vâng. Thịt chua. Này là mọi người phải chuẩn bị từ 1-2 ngày trước. Những cái ống thịt chua này để cho nó chua. Vâng. Cô bảo là lọ thế này thì xếp vào luôn, bảo là không nhất trí nữa đi. Phải lót lá rồi cơ. Lá mà hết nữa này. À thật là tôi thấy cắt nhiều lá thế. Nếu mà không lót lá thì đi nữa. Nhưng mà thường là phạt như bằng hình thức nào rồi cô? Rượu. À phạt rượu đấy hả? À. Mỗi là một lôi. À cứ mỗi một lỗi là một đôi rượu. Thế không chết à? Tất cả uống người một lôi hết. À. Tuệ cũng được uống. Đi với nhau được uống thế đó. Nhà nào đến đây rồi thế nào? À, lúc phạt là phạt cả đoàn luôn à? Phạt cả đoàn luôn. Thế mình phải làm kỹ cả. Vâng. Sáu cái bánh chưng. À 6 đôi tức là bên này 6 bên kia cũng 6 đúng không ạ? Vâng. Này, này ra ngoài. Thịt thì thịt chua thì 4 ống. Ừ. Mà cái nữa, kia cái hát. Vâng. 4 4 cau à 4 vỏ. 4 trầu. Trầu không. Gà, cá nữa. Các thứ đều 4 đúng không? Hầu hết là đều 4. À mà. Vâng. Thì bên nhà gái là cũng nhờ bên à bên nhà trai nhờ bên gái là làm 4 con cỗ và cái cô chia sẻ là cũng nhờ bên đấy làm và gửi tiền cho bên nhà gái làm thôi. Bên nhà trai thì chỉ mang các cái sính lễ theo truyền thống này sang và xôi sang thôi. 8 gói xôi để cho 4 mâm. Cái này là lấy đến ấy thôi. Đến bàn thờ. Nên bàn thờ thắp hương tổ tiên thôi đúng không ạ? Vâng. Con à còn cái cá sấy thì tí mình ngoắc ngoắc vào đầu cái đòn gánh thôi đúng không? Vâng, chứ mình không xếp vào đấy. Đấy. Các cái đồ lễ thì phải xếp thẳng đứng các bạn ạ. Để đứng thẳng chứ không để lằm, mặc dù là toàn các đồ khô thôi nhưng mà theo phong tục là phải xếp như thế. Sang bên kia cứ sai một lỗi là phạt đôi chén rượu. Cả đoàn ai cũng phải uống. Nghe các cô bảo thế. Đây các cái cá sấy này các bạn ạ. Đến lúc mình cưới mình cũng phải chuẩn bị sính lễ gần như thế này đúng không cô? Cũng tương tự như thế này. À. Nhưng mà làm mọi thứ nó lại to nhiều hơn đúng không ạ? Vâng. Còn cái gì đấy ạ? Ờ, nó sống
Trong kia là cái gì hả cô? Hả? Trong cái túi đỏ ấy. Châu cao. À. Vòng tay, tiền. Không nghe qua. Châu cao ở ngoài này rồi nhưng mà có thêm một cái gói châu cao đấy nữa. Châu cao cho ấy. Vâng. Hai đợt châu cao nữa. Vòng ấy để lát nữa là trao cho con dâu đúng không ạ? Vâng. Con cũng trao cho bác vòng này. Dạ, con trao không. Con là làm theo người kinh thôi. Con ở người Thái, con treo người Thái. Không thảo mỡ. Cái cụ rể là bôi nhọ nồi. À, ngày xưa lại có phong tục đấy ạ. Lại bôi nhọ vào thì các thành phần mọi người đi sang đang hỏi đấy ạ. Đơn giản lắm cho nên là nhưng mà chợ đồ cá tảo mà đi cứu sơn tá không phải bao phải toàn đồ cá tảo nơ nó không nơ họ cả đêm cá tảo cả nhà tám tư rồi đi chả nó bỏ cá lóng nữa thường mỡ chưa phải ăn rồi hái gạo rồi không phải làm mỡ cho nên nó cả nhà hãy em mỡ lúc tảo mỡ hãy em nó không ăn đâu bao phải toàn đồ cá đâu. Đâu, đánh lên. Đưa thẳng nó đâu. Nó lót. Ôi, chú rể của chúng ta đã sẵn sàng đi hỏi vợ rồi các bạn ơi. Lặng không em? Khá là nặng đấy. Khoảng bao nhiêu cân? khoảng bao nhiêu cân? Không là vợ. Vì mình không phát trực tiếp nên là vợ của Từ thì không nghe được câu này các bạn ạ. Chứ nếu mà phát trực tiếp mà vợ mà nghe thấy câu này khả năng là quay xe. Đi hỏi vợ và đã chê vợ lặng này rồi. Nếu mà nói lối thì không được luôn. Em nhiệm vụ là mời thuốc, mời trà. Thuốc Lào à? Đấy, đấy cho em đi mời thuốc, mời trà nhá. Mời sao người ta phải hút đấy. Đến đường đây. Từ đây lên nhà gái khoảng 3 km các bạn ạ. Như ngày xưa truyền thống là phải gánh đi như này đấy, nhưng mà bây giờ thì thôi cũng thời buổi cũng hiện đại rồi nên là cũng linh động cho có thể đi bằng các phương tiện như xe máy, ô tô. À, còn một đôi gà nữa. Vâng. Có đóng đi không? À, không cần, nếu mà nó dài quá không cần đóng đâu chú ạ. Cứ để thế cũng được. Mà để ăn chắc thì cho chú rể ngồi luôn đằng sau này thì giữ. Các bà ngồi đằng sau ấy luôn. Vì mình đi cũng không đi ra đường quốc lộ, bạn đi ra đường trong bản thôi nên là cũng không sao cả. Nếu mà một người ngồi giữ đây cũng không sao. Hay. Nhưng mà đừng phóng nhanh nhiều nhá. Vâng. Chắc thì để em ngồi đây. Thoải mái thôi mà. Di chuyển thôi nào. Thank you.
Còn nhà mình thì đến nhà gái rồi các bạn ạ. Chào ông chú, chào cô nhá. Chào ông bà. Mọi người nấu ăn ở ngoài này thôi, còn nhà chính thì ở trong này. Ông bà là chờ sẵn ở trên nhà rồi. Đông người đến giúp lắm các bạn ạ. Phía sau kìa. Chín bác rượu à? Lên thôi em. Rượu cả lắm người phải đi trước quá. Đi sau đi. Phải miếng rượu là đầu câu chuyện chứ. Để các bà lên. Các bà không? Chào các bà. Chào các bà. Nhà cô dâu là nhà người Thái đúng không ạ? Tức là rể thì là người Mường đấy các bạn ạ. Rể không phải người Mường đấy ạ. Cháu thấy để các cô ở người Mường mà. Cháu thấy bàn thờ ở chỗ này mà. Bàn thờ là bàn thờ bà ngoại ấy. Ở đây bà ngoại, bà nội ấy. Vâng. Mai, quên nhà. Mất ăn đi. Cậu mai này cậu. Cảm giác không lại vậy. Chị ơi, em hỏi chút là cái gói nhỏ nhỏ này là bên trong là cái gì ạ? Thịt với dẻo. À, đây là thịt ạ. À, cái này thịt với dẻo. À, thịt lợn thái ra rồi đúng không ạ? Thì lúc cháu ở bên nhà trai từ đầu nhưng mà không nhớ là cái không xem là cái gói nhỏ là gói gì. Còn các gói kia thì hỏi hết rồi. À, thịt dẻo là sẽ mời nhà gái đầu tiên đúng không ạ? Đây là tượng trưng cho là đại diện cho nhà gái là đấy. À. Cho hai chị em là à, hai người gỡ cái nút đấy đúng không? À vâng. Như vậy là chị vừa giải thích đó là đấy là quà cho hai người ở bên nhà gái mà bắt đầu cởi cái đồ sinh lễ từ cái đòn gánh ra đúng không ạ? Gồm có rượu và thịt. Bên ta nội bên ngoại
Vâng. Và bây giờ thì đồ sinh lễ sẽ được mang ra. Các bà đã kiểm tra sinh lễ xong chưa ạ? Hay giờ mới bắt đầu kiểm tra? Giờ mới kiểm tra. Sẽ mang cởi ra thì sẽ được mang lên gần phía cửa sổ đây, nơi vị trí quan trọng nhất của ngôi nhà người Thái, để kiểm tra. Sẽ xếp ra hai mâm. Và cơ bản sinh lễ có những cái gì thì ở bên nhà trai mình cũng đã ghi hình rồi, nên là mình cũng không giới thiệu lại nữa nha các bạn nhé. Giờ là các bà sẽ kiểm tra thôi. Rượu đây là cũng của nhà gái mình đúng không cô? À, nhà trai đúng không? Rượu thì bên nhà trai. Nhà trai đúng không? Vâng. Nước của nhà gái. Vâng. Vì là nhà trai sang hỏi nên là nhà trai sẽ phải chủ động mời rượu trước đúng không ạ? Và mở lời trước với nhà gái. Mọi người đã uống chén rượu là được đâu. Đúng rồi à? Trong thời gian các cô kiểm tra sinh lễ thì mình sẽ đi xuống bếp để ghi nhận cái không khí. Mọi người chuẩn bị cỗ nha các bạn nhé. Dạ. À đây, nhân vật chính thứ hai của chúng ta đây các bạn ạ, cô dâu Hương Lan. Anh tưởng em phải ở trong buồng kín chứ? Không. À, được ở ngoài à? Ngoài em có cả cái gì đâu. Đang định đi xuống thì gặp cô dâu các bạn ạ. Đó là ghi hình thêm một chút cho các bạn xem đấy. Rồi đi xuống bếp. Cụ rể sẽ phải hầu rượu các ông bà, còn chú rể thì quỳ ở đấy và đợi chỉ thị thôi. Chào các cô nha, chào các chị nha. Chào anh nha. Xem ẩm thực bản sao của mình này có món gì ở xa đấy không? Lồng thơm.
Không có gì ngoài rau. Nhưng mà chắc chắn là cá này là cá bắt ở suối Thia rồi đúng không ạ? Chắc là cá suối Thia bắt lên sấy. Cá ở suối và bắt lên sấy. Vâng. Bản Sa là bản mà bắt nhiều cá suối Thia nhất các bạn ạ. Và hôm nay mình cũng có dịp thưởng thức cá ở Bản Sa. Chào ông chú. Trong bếp này nhà mình đang làm món gì cho cháu ghi hình tí nào? Đấy, đang nướng cá thôi. À, đang nướng cá, vẫn cá là suối Thia đúng không ạ? Vâng. thịt thì mới xiên xong. Cá này là cá gì vậy anh? Cá này á? Vâng. Anh hỏi người làm. Mình có tên không? Có tên xem thử nào. À đây cũng là đây đúng không anh? Đây là cá sỉnh. Đây là nướng xong rồi đây đúng không ạ? Đây là cá sỉnh, cá suối đây ạ. Đúng rồi. Vâng. Còn cái kia là cá chép cũng cá suối. À. Cái con này là mới là hiếm gặp đấy đúng không ạ? Chỉ sao con đấy mới là gọi là cá đỉnh nhất. Cá đỉnh nhất. Còn bên này cá chép với lại không biết cá gì cả, hình như có cả cá rô, cá trôi tổng hợp nữa các bạn ạ. Dưới bếp nhà cô dâu trang trí ngô giống như kiểu là trên bản người Mông luôn các bạn ạ. Đây trại bắt cá đây. Ở bản đây là bản có truyền thống săn bắt cá ở ngoài suối Thia các bạn ạ. Ôi, bên này mới nhiều thịt nướng này, chào cô nhá. Bên này cô có con cá gì to mà cho bói xoong to này. À, cơm canh hả cơ? Cháu tưởng cá sấu ở suối Thia bắt lên. Cá đen đây cho cá sấu. Cá vàng đấy, cá vàng hẳn thôi. Cá chép. Sáng nay nhà mình là có mổ con gì to không ạ? Mổ con lợn. À, mổ một con lợn hả cơ? À, đúng rồi. Đúng là thực sự là đây ẩm thực chính là cái món cá suối Thia các bạn ạ, rất nhiều luôn. Đấy, ôi nhiều lắm luôn. Đầu tiên mình nhìn thấy có một hai vỉ thôi nhưng mà nhiều lắm. Cái này chắc là mình phải sấy từ trước Tết rồi đúng không ạ? Sấy mà. Vâng. Sấy từ trước Tết. Là biết là gia đình chuẩn bị có con gái lớn là phải sấy cá dần rồi đúng không ạ? Đấy, ăn mất sáng ạ. Sấy cá nướng thì để chơi thôi. Vâng. Sạch ra để bên. Đây, nướng cá đây. Đây là mình sẽ nướng nóng lên thôi đúng không ạ? Chứ còn nó chín rồi đúng không ạ? Vâng, mình sấy là nó cũng đã gần như là nó chín rồi. Thịt nướng, huyền thoại của cánh đồng Mường Lò đấy. Thịt xiên lỗ đấy. Thịt xiên lỗ. Xiên lỗ hẳn thôi đấy. Đã thịt rồi lại còn phải có lỗ nữa, phải xiên lỗ nữa. Lỗ thì mới xiên được. Con lỗ đâu cũng xiên được. Và mình nướng theo kiểu này là mình nướng nó cũng tái tái một chút thôi đúng không? Chứ mình không nướng khô cháy đúng không? Vâng đấy, cái phong cách nướng ở mình đây như thế. Ăn thịt nó vẫn còn rất là mềm. Khô quá thì nó cứng. Vâng. Và việc kẹp bốn cái xiên này vào nhau này cũng làm cho cái thịt nó đỡ khô hơn. Chỗ cá này có khi là bố của cô dâu chắc là phải đi quăng chài đến cả tháng rồi. Đúng rồi. Bố với cả anh trai đúng không ạ? Tôi thấy bảo cô dâu có một anh trai nữa. Vâng. Ướt hết quần, ướt hết chim. Ướt hết chim mới lấy được cá. Ướt hết chim. Thế là gọi là mang chim đi đổi cá đúng không ạ? Cả lông đấy. Rồi. Đùa với các cô mà toát hết cả mồ hôi ra rồi. Đây là lát nữa gặp lại các cô ở trên mâm rượu nhá cô nhá. Rồi, cho lên xem các cụ trên nhà làm lý tiếp. Vâng. Múa xòe với các cô nhá. Vâng. Người Thái nếu mà nhỉ. Vâng. Trên này thì các cô đã mở cái phần chi lễ quan trọng nhất rồi, là cái gói trầu cau và vòng bạc các bạn ạ.
ừ. Ôi vòng bạc đấy các bạn ạ. Các cô vẫn đang kiểm tra xem vào cái việc sắp xếp lễ thế là đã đúng chưa. Có vẻ là chưa được hợp lý lắm. Nhưng mà chắc là cô cũng cho quà rồi, chắc là cũng không làm khó bên nhà trai. Bây giờ đấy là cái phần trao đôi vòng bạc. Người này sẽ đeo cho chú Tình, đây thì là đại diện là thay cho bố của chú rể thôi, sẽ đeo cho con dâu. Em ơi, là nó phải cả mấy trái mấy quay ẩu tàu là quá nó anh đi nào cũng là nó là anh ơi chán thật không đây đây đi ẩu chưa mà tành nhà má phú lòn xa cái này ơi mà tành lại mày nòng cái này rồi là em ơi. Nhưng mà khen tạm bùng cái lễ mới khen tàu sang bên mà xót thảo lục bánh áp cái nền nó là đôi vòng bạc này nó ý nghĩa giống như kiểu cái nhẫn cưới các bạn ạ. Khi mà cô gái bên nhà gái đã chấp nhận để con đeo cái đôi này vào thì hai người là trở thành vợ chồng rồi. Chú rể và phụ rể thì bắt đầu là sẽ cùng mấy này gia đình nhà gái để bưng mâm lên dọn cơm rồi các bạn ạ. À, bưng cả ra phía ngoài kia nữa ạ. Có bao nhiêu mâm đấy cô? 20 cơ ạ. Ôi dồi, to thế ạ, cháu tưởng mới trên nhà. Như truyền thống là các thanh niên đến đây là phải mang lợn, mang gà ra mổ làm cơm ấy các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì mọi người cũng cải tiến đi, thì nhà trai là nhờ bên nhà gái là làm cho hết thôi. Chứ trước đây là nhà trai phải tự nhảy vào bếp mà làm. Trong này còn món xào, miến xào ạ, thập cẩm. Tối có làm kẹo duyên không em? Có. Tối có kẹo duyên không? Có chứ. Ở đây vẫn giữ được cái phong tục là bữa trưa thì là hai họ ăn cơm, ăn đồ mặn, còn tối thì sẽ
mua bánh kẹo về làm kẹo duyên để mời Thanh Liên đến chơi mừng cho hai bạn trẻ nhé các bạn nhé. Cô dâu thì cứ chạy này thôi. Em chạy này, tối anh không đến ăn kẹo duyên đâu. Đấy là rồi luôn. Để cho anh hỏi một tí, tối anh còn đến, tối anh còn dẫn cô này đi ăn kẹo duyên. Hỏi đi. Kẹo duyên thì người ví dụ như là người ta có vợ có chồng thì có được đến không em? Vẫn được đến chơi thoải mái à? À, chứ không nhất thiết là cứ phải là trai tân đâu hả? Không. Nhưng anh không còn tân nữa là anh vẫn được đi đúng không? Được đi mà. Trên nhà Tâm có kẹo duyên không em? Dạ vâng, lâu rồi đó. Có kẹo duyên à? Cũng có kẹo duyên buổi tối à? Ê, tối nay mình sẽ đưa Tâm đi ăn kẹo duyên ở dưới này xem là có khác gì trên Than Uyên không? Tối đi nhá. Các cụ bắt đầu lên thang rồi, chuẩn bị chín lẩu thôi. Rồi bây giờ anh em mình cũng di chuyển ra dạp thôi, ra tiệc thôi. Anh em ra ngoài thôi chứ không lên nhà đâu. Lên trên này đi. Dẫn đôi dẫn đường đi em ơi. Anh em mình ngồi đây ngắm cầu Bản Sa luôn các bạn ạ. Ngoài này đông lắm. Ngoài này hơn chục mâm luôn. Chắc là mình cũng lia lia đây chứ chắc là không đi giao lưu được đâu. Cặp đôi này thì đã yêu nhau được 4 năm rồi các bạn ạ. Một tình yêu rất là đẹp. Thường xuyên hẹn hò cầu Bản Sa, cây cầu tình yêu ở Nghĩa Lộ. Ai chưa người yêu thì nhớ ra cây cầu Bản Sa này mà ước nhá. Đây cầu treo Bản Sa này, cây cầu rất đẹp luôn. Xuất hiện trên rất nhiều video của mình rồi. Đấy anh em mình ngồi đi ăn cơm nhá. Có lẽ là mình cũng dừng cái video ở đây thôi. Quay vắn tắt cái lễ ăn hỏi của người Mường lấy người Thái các bạn ạ. Ẩm thực thì cũng mình cũng giới thiệu qua rồi. Ok Tâm ơi, chào mọi người nha, mình kết thúc video đây ạ. Cái gì đấy, mồm đâu. Chào mọi người, tay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của anh em mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái hành trình tiếp theo của Robathan và em Tâm. Gia đình làm đến tận 20 mâm nên là sáng nay phải mổ một con lợn các bạn ạ. Trên này là cứ có công việc gia đình là mang lợn trong chuồng ra mổ thôi. Đủ món lợn, thêm vào cá suối, suối thia và thịt bò, thịt trâu nữa. Đâu rồi, vợ đâu rồi? À quên mất là lát nữa thì lúc mà hai đoàn chia tay nhau, nhà gái chia tay nhà trai để trở về nhà ấy, thì lúc đấy mình sẽ ghi đưa các bạn xem nha. Đoạn này chắc chắn là sẽ rất là vui nhộn đấy, mọi người sẽ lôi đi kéo lại chắc là mãi không về được. Tí xem còn múa nữa. Còn múa nữa không, chắc nhà trai về thì nhà gái mới ở lại múa thôi. Chứ nhà trai về là cũng phải xem giờ về đúng không? Mướn cùng nhau à? À quên mất, từ nãy giờ có một anh ở bên nhà gái ngồi đây nhỉ? Em tưởng là toàn nhà trai không, quên mất lộ mất rồi. Anh trai của cô dâu nhưng mà thằng chú của chú gì? À, đây họ hàng lệ loang hoàng như thế à? Anh là anh trai của Lan luôn à? À, à vâng. Nhà cô dâu thì có hai anh em thôi, cử anh trai ngồi đây uống rượu cùng mấy Thanh Liên bên nhà trai. Anh trai họ. À không, anh trai ruột đâu đi. Thì em mời tất cả mọi người xung quanh có cơm em. Ok, chúc mừng em nhé. Cô dâu đang bận đi lấy đồ nữa các bạn ạ, nên là chú rể triển khai trước. Anh ơi, chúc khỏe anh nhá. Chúc mừng gia đình nhà mình nhá, có rể mới rồi. Em nâng chén chúc mừng nhỉ. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nhá. Con mời mọi người ăn cơm nha. Đến với nhau nhà ngày vui của các cháu thì là về chung sức khỏe kênh của Du Văn.
Ngồi đây giấu nhưng không giấu được các bạn ạ, các cô phát hiện ra rồi. Ôi, trong đó kênh của Văn Thang đang càng ngày càng phát triển đấy, càng ngày càng người có người xem nhiều. Các cô cứ xem đi rồi mọi người sẽ xem theo. Hai ba rô đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các cô nhá. Vâng, rất vui vẻ các cô. Các cô mặc cỏ rất đẹp luôn. Vâng. Vâng, ok ạ. Cháu kia thành một chén thôi nhá. Thì cháu còn đưa các bà về nữa nên là các cô cũng thông cảm với cháu nhá, với ghi hình. Đấy, xong còn ghi hình để cho cô đẹp nữa. Vâng. Uống nhiều tí ghi hình các cô không đẹp là có lỗi đấy. Thôi Tâm đại diện cho kênh Du Văn Han mời các cô một chén. Nào, mời cô một chén nào. Cháu 2000 thôi. Cháu 2000 thôi, còn em ấy hơn 2000 rồi. 2000 có lẻ rồi. Tất cả mọi người đây, mỗi cô là người có chồng rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Các cô bên này có cẩu đâu. Rồi. Tâm mời cô đi, mời cô đi. Mời đi, mời đi. Giờ tao bảo là mời các cô này bảo cho nói điêu nhưng mà thật ra là cả mừng lò, bây giờ tao không biết là mời làm sao để tìm được các cô để mà mời được. Mời ra luôn nó. Vâng. Rồi đi, rồi đi. 2, 3, 4. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Vâng, cảm ơn các cô nhá, cảm ơn các cô nhá. Vâng, Hảo Ấn ơi, Ấn ơi. Đấy mà người ta phải bảo cái này.